Thưa quý vị và các bạn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố chặt chẽ hơn, tội phạm được kiềm chế và đẩy lùi, an ninh trật tự được giữ vững là những dấu ấn nổi bật của lực lượng công an huyện Yên Bình trong suốt thời gian qua. Để có được những kết quả này, công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nỗ lực của đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trực tiếp xuống địa bàn để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Bằng sự gần gũi, thân tình nhưng quyết đoán và thẳng thắn, mọi mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở được lực lượng công an huyện Yên Bình giải quyết nhanh chóng, đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt, từ khi lực lượng công an chính quy về xã đã tăng cường củng cố niềm tin của người dân với lực lượng công an khi luôn gần dân, sát dân, phát huy tốt vai trò là chỗ dựa tin cậy của quần chúng nhân dân. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Về phía thôn, theo cái tổ chức của công an đã thành lập được một tổ tự quản về công tác an ninh trật tự. Qua 3 năm thì nói chung là cái công tác này rất là đảm bảo. Mà nhất là cái công tác mà sau khi công an chính quy về thì nói chung là cái dạng trộm mà cắp vặt ấy thì nó rất là hạn chế. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự có vai trò quan trọng giúp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Công an huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, cùng với việc bám nắm địa bàn, công an huyện còn nhanh chóng kịp thời xử lý các vụ việc, nhất là vụ việc về trật tự xã hội, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc các địa bàn có biểu hiện hoạt động phạm tội, kiên quyết xóa bỏ và ngăn chặn không để hình thành các tụ điểm phức tạp. Cùng với đó, tổ chức tốt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý các đối tượng và xác lập các chuyên án phòng ngừa tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Ngay khi các vụ việc xảy ra, công an huyện Yên Bình luôn có mặt kịp thời để xử lý. Tham mưu đề xuất với lãnh đạo công an huyện Yên Bình xây dựng kế hoạch tấn công đợt cao điểm tấn công phòng chống tội phạm và đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng kế hoạch tuần tra vũ trang không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen và sử dụng vũ khí nóng. Bên cạnh đó, tham mưu cho lãnh đạo công an huyện xây dựng các thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trong việc bảo vệ tài sản và phòng ngừa các loại tội phạm, xây dựng tổ chức thực hiện các kế hoạch đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, triệt phá các tụ điểm cờ bạc, kiểm tra giám sát các nhà nghỉ, nhà trọ không để hoạt động bán dâm và môi giới mại dâm. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình xảy ra 8 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 100% án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ. Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, ma túy của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhưng lực lượng công an huyện Yên Bình vẫn điều tra khám phá thành công, buộc các đối tượng gây án phải cúi đầu nhận những bức án thích đáng. Để công tác điều tra các vụ án liên quan đến xâm phạm trật tự xã hội để đạt được những hiệu quả cao nhất và cũng như để đảm bảo là quá trình điều tra đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, thì trước hết thì mình cần không ngừng nghiên cứu, học tập, nghiên cứu các quy định của pháp luật để đảm bảo trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra thì đối với những cái vụ án liên quan đến trật tự xã hội thì thường có những cái thành phần của các đối tượng trong các vụ án là có nhiều thành phần phức tạp, các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Như vậy thì để đấu tranh làm rõ được các hành vi của đối tượng thì cần nắm rõ nhân thân lai lịch của các đối tượng cũng như nghiên cứu kỹ hồ sơ của vụ án để có phương pháp đấu tranh đối với các loại tội phạm làm sao đảm bảo hiệu quả đúng quy định của pháp luật. Cùng với việc kịp thời điều tra giải quyết các vụ việc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được công an huyện Yên Bình phát động và nhận được sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn. Mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự của người dân thôn Hợp Nhất, xã Tịnh Hưng, huyện Yên Bình là một ví dụ. Được xác định là một trong những địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự do có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn, lượng công nhân từ nơi khác về lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân Tịnh Hưng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nhưng cũng dễ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, cờ bạc hoặc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, từ khi xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, với sự tham gia của các cấp ủy chi bộ, công an viên và người dân, tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sau khi thành lập cái tổ tự quản của
địa phương cũng như là của công an xã dưới sự lãnh đạo của công an xã. Thì tổ tự quản bắt đầu là thực hiện nhiệm vụ từ năm 2019 cho đến giờ phút này thì tổ tự quản cũng hoạt động tương đối ổn định. Và cái đặc biệt là trong cái vấn đề là an ninh trật tự trong cái tổ tự quản không xảy ra vấn đề gì về an ninh trật tự ở trong địa bàn cũng như trong tổ tự quản. Yên Bình đang là một trong những địa phương có bước tiến vững chắc trong việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng phức tạp. Nhưng bằng ý chí, nghị lực và bản lĩnh vững vàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an huyện Yên Bình đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an huyện đã thực hiện tốt cái công tác nắm tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban huyện Yên Bình để chỉ đạo giải quyết kịp thời những cái vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Cái thứ hai là công an huyện cũng chủ động giải quyết theo thẩm quyền và chủ động phối hợp giải quyết với các cái đơn vị liên quan để giải quyết các cái nắm tình hình và giải quyết các vụ việc từ sớm, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh mà không để bị động bất ngờ. Công an huyện cũng đã xây dựng được một cái tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an huyện đoàn kết gắn bó, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ghi nhận sự nỗ lực của công an huyện Yên Bình trong đảm bảo an ninh trật tự, thời gian qua các cấp các ngành đã tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều năm liên tục công an huyện Yên Bình được công nhận đạt danh hiệu quyết thắng, đảng bộ công an huyện đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là động lực để toàn thể cán bộ chiến sĩ công an huyện Yên Bình tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững bình yên hạnh phúc cho nhân dân.